Sáng à? Đó, kéo vào dây điện nha. Đấy. Anh nãy cũng sợ. Đi đi kéo. Kéo. Cái.
khơi mấy cái lỗ khoan nước ra cho nó chảy. Tôi có thấy thằng nào năng động và tính việc thì như anh đúng không? Không phải lo công chứ phải dùng chứ phải lo anh phải lo mấy cái thứ việc của anh ấy cũng chưa có xét chết anh. Đường xá là ngon, vạch khoan nước là ngon và cho nó mưa gió nó khoát đi mà làm. Cái đấy nhuét lắm, cái đấy cho vào nhuét lắm. Đất này vào nó nhẹ nhão hết. Nhớ là để bước ra là...